Giáp Tết, không ít bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng lượng đường huyết gần như bằng không, tổn thương não. Nguyên nhân là rượu tạo cảm giác no giả nên nhiều người hầu như chỉ uống mà không ăn. Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc trả lời trên báo Vietnamnet, không chỉ rượu chứa methanol, ngay cả sản phẩm nguồn gốc rõ ràng cũng hoàn toàn có thể dẫn đến ngộ độc. Bởi hiện nay, rất nhiều trường hợp, đặc biệt là người trẻ tuổi, uống nhiều rượu nhưng không ăn, gây ra tình trạng no giả, nghĩa là cảm giác no bụng nhưng rỗng, không có năng lượng. Sau khi uống rượu, mọi người thường tiếp tục bỏ bữa, đi ngủ luôn. Đồng thời, gia đình khi thấy người uống rượu say ngủ cũng thường không đánh thức. Điều đó khiến chỉ số đường huyết của người bệnh giảm sâu. Một số trường hợp đường huyết bằng không do rượu gây hạn đường máu, dẫn tới bất tỉnh, tổn thương não. Ngoài ra, trong quá trình thăm khám, bác sĩ Nguyên cũng gặp nhiều trường hợp do uống quá nhiều rượu, cơ thể không thể tiếp tục dung nạp, dẫn tới nôn nhiều, gây tình trạng tụt huyết áp, suy thận, mất nước, thậm chí ảnh hưởng dạ dày, thực quản. Bác sĩ cũng dẫn chứng có trường hợp uống rượu say, nôn, mất nhiều nước, nằm ly bì, cơ bắp bị tì đè dẫn đến tổn thương, tiêu cơ vân, suy thận. Không chỉ vậy, bệnh nhân uống rượu nhiều, triền miên từ ngày này sang ngày khác, gây ảnh hưởng đến các bộ phận trong cơ thể như gan, thận, thần kinh. Triệu chứng ngộ độc rượu thường không xảy ra ngay trong cuộc nhậu, mà hầu hết bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch sau đó. Nếu không được nhập viện điều trị kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao. Lưu ý việc ăn đầy đủ khi uống rượu cũng rất quan trọng, nên lựa chọn các món ăn có nguồn gốc từ tinh bột để tránh hạ đường huyết như cơm, cháo. Khi khó kiểm soát bản thân, mất thăng bằng, đi lại loạng choạng, người dân phải dừng ngay việc uống chất có cồn.